Hello, xin chào các bạn. Như tiêu đề thì hôm nay chúng ta có một mùi có thể nói rằng là giống với năm 40, nhưng mình đánh giá rằng nó ngon hơn những cái phiên bản mà mình đã từng thử qua là mùi giống năm 40. Đó chính là Frank Oliver Pure Edition. Đây. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là tại sao mình lại nói như vậy nha. Trước khi đi vào em nó thì xin phép được liệt kê qua vài con mùi giống với năm 40. Chúng ta đã có Violet Bouquet của nhà Apnon, một cái phiên bản mình cũng đã review khá là lâu. Về sau này thì mình cũng đã có review con Anharaman Amber Oud Rue với một cái cảm nhận rằng là nó khá là giống và có thể so sánh là nó là một cái phiên bản clone khá tốt của năm 40 của nhà MFK. Và gần đây thì nó ra cả phiên bản Ruby nữa. Nhưng đối với mình, những cái gì mà mình động lại ở những cái phiên bản clone đấy thì một chữ duy nhất đó là rẻ. Đấy, ngoài cái vấn đề clone ra thì cái chữ duy nhất là rẻ. Nhưng ở cái chai nước hoa của nhà Frank Oliver này thì mình lại cảm thấy rằng là nó thêm được một chữ đó là rẻ và ngon, mùi hương hay ho hơn. Và chúng ta cùng nhau xem qua một chút về cái thiết kế của em nó. Thì như các bạn có thể thấy, chúng ta có một cái thiết kế trông khá là bắt mắt với cái phần thân chai họ làm lõm vào trong. Và ở đây thì họ làm những cái dây cuốn như thế này. Cái dây cuốn này nó làm một phần nào đó nghĩ tới chai của nhà John Vavatot. John Vavatot thì là đan mây che đan. Ở đây thì là đan những cái lớp như kiểu những cái lớp dây thừng vậy. Dây thừng kiểu sợi nhỏ để làm vào đây. Trông khá là lạ. Và cái nắp này thì là nắp gỗ nhá, chứ không phải là những cái nắp kiểu giả gỗ đâu. Đây là nắp gỗ luôn. Mình thấy là về cái thiết kế này thì trông khá là lạ. Có thể với những người mà chưa biết nhiều về nước hoa hay là có những cái gu thẩm mỹ riêng thì các bạn thấy rằng là chai này nhìn hơi phèn. Nhưng mà với mình thì mình thấy rằng là trông ok, lạ mắt mà. Về phần voi xịt của em nó thì đây, không quá là tốt. Mình đánh giá chắc ở mức tầm 5/10. Và bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương. Vừa xịt ra đây tôi nghĩ là nó sẽ dính hết lên cái ghế này, mà ghế này nó chắc phải thơm mất tầm 3-4 ngày đấy. Thì em này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ có một cái phần nào đó thấy nó giống năm 40. Đương nhiên nó là clone mà. Nhưng các bạn ngửi kỹ, các bạn thấy là không, nó khá khác, nó khá khác với clone của năm 40. Ở đây thì nó lên cái nét mùi ngọt của cả cam rất là sáng. Và nếu như mà để dễ hình dung thì nó sẽ là những cái tép cam được phơi khô và rồi hơ một tí lửa lên. Cái mùi mà những cái tinh dầu từ những cái múi cam nó vẫn còn sót lại thì nó tiếp xúc với lửa, nó sẽ bốc hơi lên và các bạn ngửi thấy mùi của những cái lát cam đấy rất là rõ rệt. Cái vai mùi này khi mà mình xịt ấy, ở trên da mình ấy, thì mình có thể thấy một điều rằng là nó có phần hơi giống với chai Violet Bouquet, nhưng mà nó làm nịnh mũi hơn và nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt là cái nét thuốc sát trùng ở cái phiên bản 540, phiên bản gốc ấy, EDP và HS ấy, thì khi mà ở đây nó không lên rõ. Đấy là điều mà mình cảm thấy và mình thấy là khá là dễ chịu và dễ yêu cái top note này. Thì đây là một cái điều mình đánh giá hay ho hơn so nó với những cái phiên bản clone cùng với nó như là Violet, như là Amber Oud Rue hay là Ruby. Và ở trên da khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thì mùi hương bắt đầu nhẹ xuống. Và sau khoảng tầm 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi thì nó sẽ chuyển sang là một cái bay mùi ngọt kiểu kẹo đường cháy, giống với y hệt 540 Baccarat phiên bản HS. Rất giống, nó là mềm mại hơn chứ nó không kiểu thô, không kiểu gai góc như là ở cái phiên bản EDP. Tại vì nhiều người hỏi mình là anh ơi, Baccarat Route 540 của MFK thì phiên bản nào dành cho nam, và nếu như nam thì có xài được mùi hương đấy không? Thì mình nói là có, nam thì khuyên các bạn nên mua phiên bản EDP, còn nữ thì nên mua phiên bản HS. Tại vì phiên bản HS thì đối với mình ngửi cảm giác nó mềm mại hơn rất là nhiều, chứ nó không có phần thô ráp như là ở cái phiên bản EDP đó. Và em này thì nó giống với cái phiên bản HS khi mà dry down. Và sau khoảng tầm 1 tiếng họ đổ ra thì đến khoảng tầm 4-5 tiếng thì mùi hương này rất giống. Và phải nói rằng là nếu như để side by side thì các bạn sẽ khó lòng mà nhận biết được. Nếu như mà thực sự tinh nhá thì các bạn sẽ nhận thấy là mùi hương này nó không bị gắt
khô kiểu cháy khét như là ở 540, mà nó mềm mại hơn và mượt hơn khá là nhiều. Và thực sự thì mình khá là bất ngờ với cái phiên bản Pew Edition này của nhà Frank Oliver. Theo như Blanc chia sẻ, đây cũng là một nhà làm clone rất nổi tiếng tại Pháp, được rất nhiều người biết tới. Các bạn có thể search qua YouTube cũng thể thấy rằng là có khá là nhiều người review cái thương hiệu này. Và đối với mình, để đánh giá về phần mùi hương thì mình đánh giá rất cao em này so với những cái con mình đã từng thử. Cái yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần so sánh ở đây đó là về độ bám tỏa. Đây là điều mà các bạn hẳn là các bạn rất quan tâm, tại vì với Violet hay là kể cả Amber Oud phiên bản Rue hay Ruby thì chúng ta đều nhận được một cái độ bám tỏa kém hơn so với phiên bản gốc MFK 540. Thì em này cũng như vậy. Mặc dù là mình cảm thấy là độ tỏa hương thì có thể nó sánh ngang được với 540, mùi nó hiện diện liên tục. Có thể ở đây là nói là đây là một cái phiên bản mình cảm giác là nó tỏa tốt nhất trong những cái phiên bản clone của 540. Nhưng cái độ lưu hương của nó thì cũng chỉ khoảng tầm 7 đến 8 giờ ở trên da thôi. Nó không được lâu như 540, những cái phiên bản ngày xưa mình thử. Bây giờ 540 nhà thì mình không rõ nữa, tại vì mình cũng lâu lắm rồi không đến các cửa hàng để trải nghiệm cái mùi hương của 540 nữa. Nhưng mà mình thấy rằng là ngày xưa 540 bám rất tốt, tầm trên 10 tiếng. Và nếu như so sánh nó với Violet, so sánh nó với Amber Oud, Ruby hay là Rue, thì con Frank Oliver này có đáng mua hay không? Thì đầu tiên mình phải nói với các bạn là hiện tại Violet Bouquet không còn chỗ đứng để so sánh nó với những cái phiên bản clone nữa. Chúng ta chỉ còn 3 lựa chọn, đó là Amber Oud, Ruby, Rue và em này. Thì với mình thấy rằng là hai em kia thì xem nhau. Nếu như bạn tìm một cái phiên bản giống hoàn toàn từ đầu tới cuối so với 540 thì hai phiên bản kia là hai phiên bản các bạn nên lựa chọn. Đấy, cái những cái câu chuyện về hai phiên bản đấy thì mình cũng đã kể ở trong rất là nhiều những cái buổi live của mình rồi. Nếu như quan tâm thì có thể đăng ký hội viên để có thể xem lại ở trên kênh YouTube của mình. Còn với cái phiên bản này, mình đánh giá rằng nó mang màu sắc của 540 nhưng mà nó thêm thắt ở cái top note, nó làm cho cái mùi hương có phần dịu hơn và dễ tiếp cận hơn. Tại vì không phải ai cũng có thể dễ dàng ngửi được ngay cái nét khét, cái nét thuốc sát trùng đến từ những cái phiên bản clone hay là kể cả cái phiên bản gốc MFK 540. Là với phiên bản này thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái phiên bản dễ ngửi hơn, dễ tiếp cận hơn. Và nếu hỏi phiên bản này nghiêng nam hay nghiêng nữ thì với cá nhân mình nghĩ là tầm 60% là nữ, 40% còn lại là nam. Nhưng mà thực sự thì cái phần trăm này nó không quá là quan trọng, tại vì những cái tông mùi ngọt kiểu hu măng như này, đồ ăn hay citrus ấy thì nó không có giới tính lắm. Các bạn chỉ cần đơn giản thích mùi ngọt thì các bạn có thể mua. Và mình nghĩ rằng là mùa đông này thực sự em này là một trong những lựa chọn rất tốt nếu như tìm clone 540 hay là tìm một cái vibe kiểu như vậy, một trong những chai nước hoa tầm giá quá là hợp lý cho mùa đông bám tỏa tốt. Và vừa rồi đó là những cái chia sẻ về cảm nhận của mình về cái phiên bản Pew Edition này. Và nếu như các bạn đã từng thử qua những cái phiên bản clone của 540 hay là fan của 540 thì các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và đặc biệt là em này, nếu như đã thử qua thì cũng bình luận cho mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!